Đây đi chừng cây số ra tới chợ Rạch Kiến, ở đây đường 830 cũ. Trên Google Map này để là DH19 đó. Đi xuống gặp chỗ Minh Tân. Đây chạy vô khoảng chừng chưa tới 200m nữa tới đất của mình. Đường này đường xe tải 2-3 tấn là vi vu luôn. Giờ dẫn bà con mình từ ngoài đi vô miếng đất. Những cái khoảng đất mà màu xanh xanh có cỏ mọc là đất của mình hết. Xung quanh là nhà người ta bao quanh hết trơn rồi. Cái hàng dừa nước đó luôn, hàng dừa nước đó thì nó là con rạch của nhà nước nha. Hàng dừa nước là con rạch của nhà nước. Đây tới cái bụi cây này là của người ta. Còn đất mình đây phần này. Bụi cây này đất của người ta nhưng mà trên ta nói đất người ta chứ trên sổ thấy nó thể hiện đường công cộng 2m7 thì tới đích luôn. Trên sơ đồ địa chính đó, là thấy bên đây nè, nó để là 2m7 đường công cộng tối và sau luôn. Hồi xưa chắc có dân ở sau á. Trước mắt là Thanh Cò không có nói cái vụ mà đường công cộng bên đây nha. Đất mình thì có cọc rõ ràng. Nhưng mà sơ đồ địa chính là thể hiện là đây là hai trước mặt mình đây nè, bên hông này là 2m7 đường công cộng luôn. Tức là đất mình hai đường công cộng tới và sau luôn. Đất này mà về phân lô thì bá cháy luôn. Đây tới cọc luôn. Sao này có con cọc ở sau nè. Đó, cái cọc nó ở đây nè, nó mất rồi. Đó là đây là con rạch của nhà nước. Đó con rạch này của nhà nước nè. Rạch này của nhà nước có tới bên đó luôn. Rồi lên tới trên đó luôn. Từ đây mà qua đó là 22m, từ bên bờ này qua tới bờ bên kia 22m. Về mình mở đường vô đây 3m, phân lô đã luôn. Thì trên đây nó có thể hiện đường công cộng 2m7 mà. Đất mình thì tương đối là cao, nền cao. Đây hơi trũng chút xíu à, mà bên góc đó nó còn khoảng 190m nha. Ngay cái góc đó đó nó có một cái lõm khuyết á, nó lõm khuyết nó còn 190m, hồi xưa không có lên thổ cư. Đất mình thì vuông vức rất là đẹp, nhưng gần 1000 thổ cư cộng với 190m đất lúa trong đó, đến đây là gần 1200. Chủ đang kêu giá có 4 tỷ thôi, còn thương lượng. Còn thương lượng nha, 4 tỷ thương lượng. Gần 1000 thổ cư. Đây thích hợp làm nhà vườn, nhà trọ hay là phân lô hay là làm cái gì đó cũng đủ thứ chuyện để làm ha. Tính ra 4 tỷ mà gần 1200, tính ra thì đâu đó khoảng 3 triệu mấy, chưa tới 4 triệu một mét. Mà đất là coi như là gần như là full thổ cư rồi. Rồi bà con nào đam mê miếng này, alo cho Thanh Cò. Số điện thoại là 078 66 68 368. Đây là xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.